Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay á mình có chuyến công tác tại tỉnh Bình Phước, cụ thể là ở thị xã Đồng Xoài á. Mình có quay cho bà con xem về cái mô hình trồng 60 hectare bơ ở Đồng Xoài của anh Thảo và anh Tương ở thị xã Đồng Xoài này. Thì đây clip mình quay cho bà con xem về toàn bộ cái mô hình trồng bơ của anh. Thì trong này anh có trồng rất nhiều loại bơ Bút, Rem, Hét, Binh, 034. Thì tất cả những bơ này có những cây bơ thì đang vào thu hoạch kinh doanh, đó là cây bơ Bút với số lượng là 2.000 cây. Thì toàn bộ những cây bơ giống Rem, Hét, Binh và 034 á, thì trong giai đoạn đang là trồng. Thì đây là toàn bộ một cánh đồng hay gọi là một cái đồn điền của anh trồng về bơ. Thì đây mình sẽ quay và chia sẻ cho bà con xem và tham khảo về cái mô hình trồng bơ của anh. Thì clip này cũng rất là dài, mình đi xe máy là quay hết toàn bộ lại cái vườn bơ của anh để bà con chúng ta tham khảo về quy trình mô hình trồng bơ của nông dân của chúng ta. Thì anh có để đầu tư vào hệ thống tưới nhỏ giọt và phun sương rất là đầy đủ và hiện đại, phân bón cũng rất là nhiều và đầy đủ. Thì qua đây mình sẽ quay cho con xem và tham khảo về mô hình trồng bơ của nông dân ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì qua đây bà con vui lòng đăng ký kênh và theo dõi tất cả các video ở bên Trái Cây Theo Mùa Đắk Lắk cho con xem về cái mô hình trồng bơ của nông dân ở tỉnh Bình Phước chúng ta. Xin cảm ơn bà con ạ. Thì clip nó cũng hơi dài nên bà con xem ở cuối clip về mình quay cụ thể về đám bơ Bút của anh.
Bye.